Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với GC Channel. Có thể anh em đang băn khoăn tự hỏi, tại sao tiêu đề video lại là tại sao lại ghét các đặc vụ Valorant? Thì đúng như thế, có kẻ thích thì đương nhiên là có người cũng sẽ ghét cay ghét đắng rồi. Lần trước chúng ta cùng điểm qua những tội lỗi của các đặc vụ Duelist rồi. Vậy hôm nay sẽ là một role bị đùn đẩy nhất cái Valorant này, Controller. Chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến từ Twitter, Reddit, Facebook của cộng đồng người chơi khắp thế giới để xem những mặt xấu của các đặc vụ nhé. Anh em xem đặc vụ tù của mình có bị nói xấu miếng nào không nào? Get go! Trước khi bắt đầu video này, các bạn có thể dành ra chút thời gian để follow và ủng hộ hệ thống kênh của chúng mình, bao gồm kênh YouTube GC Channel với các nội dung chuyên về eSports, fanpage YouTube Game Lab và Mi Bé, nơi bọn mình xây dựng các content về game offline cũng như thực hiện các buổi livestream vui vẻ, cute. Nếu các bạn đam mê tin tức chuẩn về eSports thì fanpage website eSports 24 giờ sẽ là nơi dành cho bạn. Còn nếu muốn nghe tin giải trí nhảm nhí, nửa thật nửa không, chúng mình cũng có fanpage Just Me Bro luôn sẵn sàng sàm lè của các bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm một cộng đồng vui vẻ chuyên chơi Valorant tại Việt Nam thì đừng bỏ qua group Valorant 2VN nhé. Chúng mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ thì trở lại với nội dung chính của video thôi nào. Controller, nhóm đặc vụ kiểm soát bao gồm Brimstone, bố dâu đang được top meta, Mummy Viper, Omen Kute, Astralis và Harbor Flop. Có thể các bạn không biết, nhưng theo một khảo sát trên Valorant thì Controller là một role đứng top 1 từ dưới lên trong những bảng xếp hạng lượt người chơi bình chọn. Chắc là do với một trò chơi mà người ta còn đang muốn tỏa sáng và ăn mạng, tính đồng đội còn chưa cao thì những Controller mên thầm lặng phía sau, ít ai có thể hiểu được họ. Captain America của Valorant, bố dâu với bộ kỹ năng một sai xong phế. Nếu như hiện tại anh em vào các trang thống kê số liệu của Valorant thì đúng vậy, Brimstone lần đầu tiên từ khi game ra mắt, Brimstone thuộc top 1 meta hiện nay với tỷ lệ thắng top 1 là gần 51%. Điều này chưa từng xảy ra trước kia vì tỷ lệ pick lẹt đẹt của bố già và những khó chịu xoay quanh những kỹ năng của bố già. Thực ra thì cũng không lấy làm lạ lắm khi tôi cũng mường tượng được trước rằng Brimstone sẽ không được thích thú lắm do việc thuộc hàng dễ chơi, tính đa dụng hơi thấp và lý do lớn nhất chắc là chẳng kỹ năng nào tái sử dụng được. Nếu dạo qua các group cộng đồng hay các comment thì đúng là lý do cũng chỉ xoay quanh những thứ đó, không hơn không kém. Mà dạo quanh các cộng đồng nước ngoài thì đúng là chỉ gói gọn vào một điểm là Brim quá yếu ở bên phòng thủ. Với những lối chơi kiểu chậm chắc hay fake side thì sau khi câu được đồ của Brim là ôi thôi xong, hết sạch. Để ý rằng những ai chơi Brim hay thì ít ra sẽ thể hiện được những lay-up cool ngầu đẹp mắt in 3, còn không thì thôi, team địch mà nhá tí là nhả đồ ra hết sạch. Nửa trận sau chỉ chơi bắn súng chay như CSGO giữa một rừng Radiant. Một lý do nhỏ khá hài mà chúng tôi đọc được của một player chia sẻ trên Reddit rằng ngoài việc kỹ năng thì Brimstone là một nhân vật bị nhạt so với những người còn lại. Trong Valorant, chúng ta có một nữ quỷ tím lịm tím sim hút linh hồn, một mommy chất độc mặc đồ bodysuit quyến rũ, một nhân vật chùm đầu bóng tối ngầu lòi, một robot diệt hết các Radiant các thứ. Và chúng ta có Brimstone, một người lính già về hưu mặc quần áo quân đội. Nhưng ai biết đâu được chứ ngờ, thời đó đã qua, âu bất câu mà. Brim đang thống trị top đầu meta trải dài các tầng rank, thử hỏi ai dám bảo bố nhạt nữa đi. Tiếp đến, chúng ta có một đặc vụ thuộc dạng khá khó chơi của Valorant, Viper. Viper là một controller cũng thuộc dạng được lên top meta khá nhiều. Không muốn nói quá là không riêng gì controller mà hầu hết cả game, Viper đều chiếm đa số meta lúc đó. Và tất nhiên, đi kèm với điều đó sẽ là một lượng pick rate vô cùng kinh khủng. Nhưng đáng buồn rằng tỷ lệ chiến thắng của cô cực tệ hay còn gọi là đáng báo động. Đúng vậy, Viper không tệ, nhưng những người chơi cô nàng lại đa số khá là tệ. Với một đặc vụ khó chơi như Viper mà lại chiếm ưu thế pick rate rất đông ở những tầng rank dưới. Lý do duy nhất là họ tưởng Viper dễ chơi. Họ lầm tưởng rằng Viper có bộ kỹ năng khỏe và dễ dùng, như tường độc chỉ cần ném ra một lần xong thích lúc nào chè được lúc đó. Smoke thì nhặt lại dễ dàng đem đi chỗ khác, Snake Bite thì ném ra chặn sai, Ulti thì nguyên một sai cực bá đạo. Nhưng tất nhiên, suy nghĩ đơn giản như vậy thì chính Valorant không đưa Viper vào đặc vụ chơi mức độ khó rồi. Một làn sóng tẩy chay các Viper main diễn ra liên tục, cộng đồng liên tục cằn nhằn với những đồng đội Viper tệ hại của họ. Lý do lớn nhất hay được nhắc tới chính là tường và Smoke. Ừ thì có che tầm nhìn thật đấy, mỗi tội là cho đội mình. Họ không biết thả Smoke hay tường làm sao cho đúng và thậm chí tắt bật một cách tùy tiện không biết đâu mà lần để đồng đội có thể nhìn hay đi qua. Và cái nhức nhối nhất chính là mấy ông thần xem ba cái top Viper trên mạng, rồi trong game không thèm đặt bom, không thèm setup hay bắn súng, mà cứ tay dơ lên trời cả trận để le flex light up. Nói chung, vẫn là một tội chung, tướng không phế, người chơi phế, nhưng đây thậm chí còn tới mức bóp cả team. Đợt đấy tôi vẫn nhớ như in là có tuyển thủ nào đây trên stream còn bảo là Viper chỉ nên xuất hiện trên cosplay hoặc Rue 34 thôi, chứ không nên có trong trận rank của tôi.
Là một boy one time Omen như tôi thì tôi cũng định sủi không làm về tại sao Omen bị ghét. Thế nhưng thật là bất ngờ, khi chúng tôi research thông tin thì Omen lại khá là trong sạch, không một vết xước. Nên lúc đấy tôi lại thấy cấn quá, lại phải móc ra được một cái lý do nào đấy cho nó bọ bèn. Và thật kỳ lạ là nó có thật, nhưng lý do cực kỳ hài hước, đó chính là đặc vụ này quá đáng sợ. Hầu hết những phốt của Omen đều xoay quanh việc ulti của Omen đôi khi khiến họ cảm thấy sợ hãi. Cũng khá là chuẩn, vì trước đó khi có phết ra mắt thì Omen là đặc vụ có hơi hướng tối tăm hơn các đặc vụ trẻ khỏe vui tươi khác. Bây giờ các bạn cứ thử search thử Valorant Horror mà xem, một nửa trang hình ảnh chỉ là mặt của Omen chính ỉnh ở đấy mà thôi. Chắc cũng không phải là trùng hợp, vì đôi khi Omen gặp mấy cái bug khiến anh ta trông như thế này. Là một thằng con trai to tướng như tôi còn sợ as fuck. Được cái là nếu anh em chăm xem cốt truyện Omen như GC Channel đã từng làm thì thấy rằng anh lại là một đặc vụ rất là dễ thương, chỉ muốn ngồi chiêu chiêu đan len mà thôi. Như các anh em chơi FPS hay gọi với cái tên thân thương, đôi khi trùng với tên của một đội tuyển màu áo đỏ nào đấy, Astra Liệt. Astra, người có số phận bấp bênh nhất Valorant, lên voi một lần mà xuống chó cũng một lần. Kẻ Imba thì cả nước biết, lúc nớp thì chẳng ai hay. Tôi cũng mạnh dạn khẳng định Astra là đặc vụ khó chơi nhất trong tất cả các đặc vụ của Valorant, chí ít là với controller. Hồi Astra mới ra mắt, vì là một đặc vụ khó chơi cần tay to, cô thống trị top pick trong tất tần tật các giải đấu vì độ Imba trong tay các tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng đổi lại, lại ngồi dưới đáy trong các trận đấu bình thường. Các tuyển thủ chuyên nghiệp chơi Astra đúng kiểu faker đá map, họ thi triển các chiêu thức rất nhanh, tự thân tạo thành các wombo combo hủy diệt. Thứ mà chúng ta khá là khó thấy trong các trận đấu thông thường hoặc tại rank trung bình thấp. Và tất nhiên thì qua các giải đấu, Riot đã ngăn meta Astra lại bằng cách nerf siêu to khổng lồ cô nàng này. Và thế là Astra đinh ninh không được pick ở bất cứ đâu cả. Từ chuyên nghiệp đến rank đến đấu thường, Astra bị lãng quên đến mức nhiều người còn không nhớ nổi cô này trong trò chơi. Nếu chốt cho Astra thì tôi xin phép không gọi là bóc phốt hay là ghét bỏ, mà là quá thương tiếc cho Astra vì ở đáy xã hội quá lâu. Vì dù sao khi xem các giải đấu tôi vẫn thích xem mọi người thi triển kỹ năng hơn thay vì chỉ là bắn nhau chay thôi. Ồ, nhưng được cái một phép màu đã xảy ra, một nhân vật đã cứu Astra khỏi đáy xã hội và ngồi đó hộ cô luôn. Một nhân vật mà được đầu tư ra mắt phải nói là hoành tráng ngàm phim điện ảnh vũ trụ. Không ai khác mà tôi cũng thừa biết các bạn đang nghĩ tới ai rồi. Không ai khác, anh chàng điển trai Ấn Độ, Harbour, được cả một chiến dịch ra mắt tên là Một Làn Sóng Mới, mỗi tội là làn sóng chỉ trích. Harbour, người có cốt truyện khủng nhất Valorant, nhạc hay, ngoại hình ngầu, có hẳn bảng quảng cáo riêng ở Dubai. Chiến dịch quảng bá Harbour kéo dài hàng tháng trời, trải dài khắp thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Tất cả những gì chúng ta thấy là Riot đã build một nhân vật siêu đặc biệt với sức mạnh của nước, kể rất rõ những cốt truyện, thậm chí còn được ví như những anh hùng, người xứng đáng với cổ vật vĩ đại mà anh đeo ở tay. Nhưng cuối cùng, Riot đã cho chúng ta cái gì đây? Vâng, một đặc vụ xịt. Anh em không phải phân bua với tôi đâu, Harbour gây ra một làn sóng phẫn nộ cực lớn với cộng đồng người chơi khi ra mắt với bộ kỹ năng buồn cười nhất cái Valorant. Gì mà gây ảnh hưởng lẫn cả đồng đội, xong khiên smoke thì chỉ mất có mấy giây để bị phá, rồi cả quả ulti chỉ cần né nhẹ cái là hết cổng. Lúc đó, tôi vẫn nhớ rằng muốn xem các gameplay học tập chơi Harbour để lên clip cho anh em cũng khó cơ, khi mà đến các streamer hay pro player còn toàn up những clip tại sao Harbour lại tệ, trash, kinh khủng các kiểu, thì tôi hỏi anh em làm clip kiểu gì mới được cơ chứ. Nói tóm lại, trên thế giới thì có người này người kia, có pro và chấn bé đủ, có đặc vụ này đặc vụ nọ. Anh em cứ làm hết sức mình, bung lụa hết sức với vị trí đặc vụ yêu thích và enjoy tựa game này hết sức có thể thôi. Số tiếp theo, chúng ta sẽ bóc phốt các đặc vụ Sentinel. Anh em có đoán được họ có những phốt gì không? Comment ngay xuống phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, subscribe cũng như nút chuông thông báo để có thể nhận những clip từ chúng mình sớm nhất có thể nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.